đọc diễn cảm lời Đức Chúa Trời toàn năng, vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình. Họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân. Phần 8. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, bị các anh chị em chỉ trích và vạch trần, thì họ còn nói những lời gì? Có kẻ địch lại Đấng Christ làm việc sai trái hoặc nói ra một vài lời của quỷ để mê hoặc người khác. Đến lúc bị anh chị em thấy được và chỉ trích, tỉa sửa, vạch trần sự quanh co, giả dối của họ, thì mặc dù bề ngoài họ không phản kháng gì, nhưng trong lòng lại chống đối. Như thể nói rằng, anh thì biết cái gì? Anh có tri thức cao hơn tôi sao? Anh tin Đức Chúa Trời lâu năm hơn tôi sao? Anh tin Đức Chúa Trời được mấy năm chứ? Tôi không hạ mình xuống tầm của anh đâu. Lúc bị lãnh đạo và người làm công tỉa sửa, thì họ cũng có thể dùng thái độ quanh co, ứng phó bề ngoài, nói vài lời dễ nghe, nhưng lại thầm bất mãn, không phục và tìm cơ hội báo thù. Nếu bị anh chị em bình thường tỉa sửa, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không hiền lành như vậy. Họ sẽ nổi cơn tam bành, phản kích và trả thù. Khi phản kích và trả thù, họ thường nói lời như thế này. Tỉa sửa tôi hả? Anh còn non lắm. Nếu không vì tin Đức Chúa Trời thì tôi chẳng sợ ai đâu. Câu này nghe có vấn đề gì không? Đây là câu mà người ngoài đạo và những kẻ có tính vô lại nghiêm trọng thường hay nói. Sao lại có thể xuất hiện trong hội thánh chứ? Người có thể nói ra những lời này là một nhóm cá biệt. Nhóm cá biệt này có một loại khí chất cá biệt. Khí chất của họ cá biệt ở chỗ nào? Loại người này mà ở trong hội thánh thì thường xét đến thâm niên mà phân biệt đối xử. Họ thấy ai cũng không bằng mình, ai cũng không vừa mắt. Thấy ai họ cũng muốn giáo huấn, trừng trị, thao túng. Họ cho rằng mặc dù đều tin Đức Chúa Trời như nhau, nhưng không một ai đủ tư cách hợp tác với họ. Chẳng lạ gì khi họ bộc lộ những lời kiêu ngạo này khi có người xem họ là anh chị em và tâm sự thật lòng với họ, phơi bày tâm tính bại hoại của họ, hoặc tỉa sửa một vài câu nói hay cách làm không phù hợp với lẽ thật mà họ bộc lộ. Họ xem nhà Đức Chúa Trời như xã hội, như địa bàn của mình, xem anh chị em trong hội thánh như tiểu bối của mình. Họ cho rằng các anh chị em chậm hiểu và có nhận thức nông cạn về những chuyện trong xã hội, là tầng lớp thấp trong xã hội, bị người ta xem thường, đùa giỡn và chà đạp. Họ cho rằng các anh chị em đều dễ bị người ta ức hiếp, đùa giỡn, còn họ thì không như vậy. Cho nên, ai mà muốn tỉa sửa, vạch trần họ thì họ sẽ cho là người đó ức hiếp, hạ thấp và bài xích họ. Trong lòng họ sẽ có sự đề phòng. Muốn trừng trị tôi, ức hiếp tôi thì mơ đi, anh còn non lắm. Đây chẳng phải là lời mà một người có khí khái anh hùng sẽ nói ra hay sao? Tiếc rằng lời này không phải là lẽ thật. Cho dù ngươi có khí khái hay khí tiết thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng không khen ngợi. Ngài ghê tởm dạng tâm tính này, ghê tởm loại người nói lời này. Người nào có thể nói ra những lời này trước mặt Đức Chúa Trời thì bị Ngài định tội, ghét bỏ. Còn người nào có thể tuân giữ những câu này như là lẽ thật thì vĩnh viễn không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi.
Vậy chúng ta hãy xem lại lần nữa. Câu này có vấn đề gì? Trước mặt lẽ thật thì người người đều bình đẳng. Làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thì không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt cao quý thấp hèn. Trước mặt bổn phận thì người người đều bình đẳng, chỉ là sự phân công khác nhau, không phân biệt có tư cách hay không. Trước mặt lẽ thật thì người người đều phải có lòng khiêm tốn, thuận phục và tiếp nhận. Đây là lý trí và thái độ mà con người nên có. Vậy những người có thể nói ra câu: "Tỉa sửa tôi hả? Anh còn non lắm." Chẳng phải trong họ đầy tràn lề thói và trào lưu tư tưởng của xã hội, cùng tính vô lại của xã hội sao? Họ xem nhà Đức Chúa Trời như xã hội, xem các anh chị em trong nhà Đức Chúa Trời như là nhóm người yếu thế ở tầng lớp thấp trong xã hội, xem bản thân mình là đại ca giang hồ, không một ai có thể động chạm hay chọc giận mình. Ai muốn vạch trần và tỉa sửa họ thì sẽ không có cái kết tốt đẹp. Họ cho rằng nhà Đức Chúa Trời cũng giống như xã hội. Ai cứng rắn, ngang ngược thì sẽ có thể đứng vững. Ai tàn nhẫn, hung hãn, tà ác thì sẽ không người nào dám động đến. Còn những ai tiếp nhận sự tỉa sửa thì đều là người không có bản lĩnh, là kẻ bất lực, đồ bỏ đi. Họ cho rằng người nào có bản lĩnh thì không ai dám động đến, có làm sai cũng không ai dám vạch trần. Vậy mới là bậc kiên cường, mình đồng xa sắt. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng bất kể ở trong nhóm người nào tại thế gian, họ đều phải có quyền có thế, phải tàn phải ác thì mới không bị người ta ức hiếp hay tùy ý đùa bỡn. Họ cho rằng đây chính là bản lĩnh và năng lực, lại còn muốn dựa vào bản lĩnh này mà đạt được địa vị và danh lợi, cuối cùng là đạt được đích đến tốt đẹp. Đây là tâm tính gì? Chính là hung ác và tà ác. Kẻ địch lại Đấng Christ có nghe giảng đạo nhiều bao nhiêu cũng không hiểu được lẽ thật. Họ không thấy được rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, không nhìn thấy những thay đổi mà những người tiếp nhận lẽ thật có được, mà cho dù có thấy đi nữa thì họ cũng không thừa nhận những thay đổi này. Họ cho rằng những thay đổi này chỉ là do ngụy trang và khắc chế bản thân mà có. Họ sẽ không khắc chế bản thân và chịu đựng những sự khiển trách này để thay đổi. Vì có logic như vậy, nên họ có thể nói ra những lời như: "Muốn trừng trị tôi, ức hiếp tôi, thì mơ đi." Đây chẳng phải là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Suy nghĩ và quan điểm như vậy là tà ác. Họ có thể nói ra lời như vậy, hành động như vậy, thì đó là sự bộc lộ tâm tính hung ác của họ. Trong hội thánh có dạng người này không? Các anh chị em tâm sự với họ, phơi bày họ, nói ra vấn đề, khuyết điểm và sự bộc lộ bại hoại của họ, thì họ cho rằng người ta đang ức hiếp họ, sỉ nhục họ, không xem họ ra gì. Sau đó họ nói: "Tỉa sửa tôi hả? Anh còn non lắm." Bất kể thấy ai tiếp nhận sự tỉa sửa, họ đều nghĩ: "Tiếp nhận sự tỉa sửa thì có thể đạt được lẽ thật sao? Không thể nào." Họ không thừa nhận chuyện này. Họ cho rằng tỉa sửa chính là ức hiếp người ta, là nắm điểm yếu mà trừng trị người ta, là do người ta quá hiền lành nên khi làm sai chút gì đó thì bị ức hiếp. Họ không thừa nhận rằng tỉa sửa là yêu thương và giúp đỡ người ta. Họ không thừa nhận rằng chỉ bằng cách tiếp nhận bị tỉa sửa thì mới có thể thực sự hối cải và thay đổi. Họ càng không thừa nhận sự thật rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời.
Do đó, trong lòng kẻ địch lại đấng Christ thường nghĩ: ai tỉa sửa tôi thì tôi không bỏ qua đâu. Muốn tỉa sửa tôi hả? Không có cửa đâu. Loại người nào có thể nói ra lời này? Chỉ có loại người không tiếp nhận lẽ thật và thù hận lẽ thật mới có thể nói ra những lời như vậy. Ai có dạng tâm tính hung ác này, có thể nói ra những lời thế này, thì đều có thực chất bản tính của kẻ địch lại đấng Christ, đều thuộc về giống loài của Satan. Khi bị tỉa sửa, kẻ địch lại đấng Christ còn nói một câu khác nữa: nếu không tin Đức Chúa Trời thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Câu này là có ý gì? Đây là một câu nói chung của loại người địch lại đấng Christ. Vì họ nói lời này nên chúng ta hãy đem nó ra mổ xẻ. Họ có thể nói ra lời này thì chắc chắn nó có hàm nghĩa nhất định. Lời này bề ngoài dường như có ý là sau khi tin Đức Chúa Trời thì người ta có sự thay đổi lớn. Trong đó dường như có ý biết ơn, như thể là Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi, Ngài đã chinh phục tôi. Nếu Đức Chúa Trời không thay đổi tôi, thì tôi đã là kẻ ngông cuồng tự đại rồi. Câu này bề ngoài nghe có vẻ có tâm lý biết ơn nhất định, nhưng mổ xẻ từ góc độ khác thì câu này có vấn đề lớn. Người nói rằng khi chưa tin Đức Chúa Trời thì không thèm đếm xỉa đến ai, thì họ có tâm tính gì? Đây là một kẻ ngông cuồng, hung ác. Nếu không tin Đức Chúa Trời thì họ sẽ là một đại ác nhân. Không thèm đếm xỉa đến ai nghĩa là không thèm để ai vào mắt. Ai cũng bị họ chà đạp dưới chân. Người ta có cao, có tốt đến đâu cũng không là gì trong mắt họ. Họ không phục ai, không xem trọng ai, cũng không hầu hạ ai. Muốn họ hầu hạ một người nào đó thì chính là làm tổn thương tôn nghiêm của họ. Nếu có ai xứng đáng để họ hầu hạ thì chỉ có một đấng thôi, là Đức Chúa Trời trên trời. Giờ họ tin Đức Chúa Trời rồi nên cũng thu tém bớt sự bộc lộ của biểu hiện không thèm đếm xỉa đến ai. Sau khi đến nhà Đức Chúa Trời, họ có thể miễn cưỡng hạ mình làm việc cùng với người khác trong nhóm, có thể giao tiếp và xử sự với người khác như một người bình thường. Nhưng khi giao tiếp và xử sự với người khác thì không khỏi gặp chuyện không như ý. Và những chuyện không như ý này khiến tâm tính ấy của họ bộc phát lần nữa. Thế là nảy sinh những lời này. Ban đầu khi ở trong thế gian và chưa tin Đức Chúa Trời, họ không chịu phục ai, cho rằng ai cũng không xứng để giao tiếp với họ. Vậy khi tin Đức Chúa Trời, họ có chịu phục các anh chị em trong nhà Đức Chúa Trời hay không? Không. Nếu có nhân tính và lý tính bình thường, thì bất kể là ở trong nhóm nào, người ta có thể làm người theo cách như vậy hay không? Người ngoại đạo còn có câu: ba người đi cùng, có thầy ta đó. Nghĩa là trong ba người bất kỳ nào đó, chắc chắn có một người mạnh hơn mình, có ưu điểm hơn mình, có thể làm thầy mình và giúp đỡ mình. Người ngoại đạo còn nói được như thế, vậy những kẻ ngông cuồng này có thừa nhận tính đúng đắn của câu này hay không? Họ có thể chung sống bình đẳng với người khác trong một nhóm người hay không? Có thể làm một người có lý tính hay không? Không thể. Vậy giữa những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời thì những người này là loại người gì? Là kẻ sinh sự. Đúng vậy, là thứ côn đồ, kẻ sinh sự. Ai cũng hết cách với họ, ai cũng không dám trêu, không dám chọc, không dám động đến họ. Đây chính là thứ côn đồ. Ngươi mà chọc họ thì sẽ có hậu quả.
không khác gì chọc ác quỷ cả. Thông thường trong xã hội, không có ai dám trêu chọc dạng người này. Tâm tính và nguyên tắc xử sự của họ chính là đánh phá, đâm chọc khắp nơi. Ai cũng không dám chọc họ, ai cũng không dám động đến họ, ai cũng không dám ức hiếp họ. Chỉ có họ ức hiếp người khác thôi, vậy là họ đạt được mục đích rồi. Vậy khi đến nhà Đức Chúa Trời, họ có thể thay đổi không? Họ có thay đổi không? Không thay đổi. Điều gì cho thấy họ không thay đổi và không thể thay đổi? Là câu họ nói, nếu không tin Đức Chúa Trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Bình thường thì họ không nói câu này. Vậy trong bối cảnh nào thì họ nói ra câu này? Lúc có người chỉ ra khuyết điểm của họ, nói lời làm tổn thương tôn nghiêm của họ, hoặc động đến chuyện dễ kích động họ, thì họ buột miệng nói ra. Nếu không tin Đức Chúa Trời thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Anh dám đấu với tôi hả? Anh là ai chứ? Đây là tâm tính gì? Họ còn thêm tiền đề trước khi nói câu này. Họ bảo, lúc chưa tin Đức Chúa Trời, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Vậy khi tin Đức Chúa Trời rồi, chẳng phải họ vẫn không phục ai, không nghe ai sao? Chẳng phải họ vẫn là thứ ma quỷ và Satan không hề suy xuyển chút nào đó sao? Họ cảm thấy như thể sau khi tin Đức Chúa Trời thì họ đã thay đổi tốt lên. Nếu có thay đổi tốt lên thì sao còn có thể nói lời đó? Họ không có chút lương tâm hay lý trí nào, còn dám công khai kêu gào, công khai cho người khác biết rằng tôi là lưu manh đấy, tôi sợ ai chứ? Thứ ác bá, côn đồ, lưu manh thì có gì hay mà thể hiện, mà khoe khoang chứ? Thế mà kẻ địch lại đấng Christ lại có thể khoe khoang như vậy. Họ xem việc họ làm ác trước đây là chuyện vinh quang, còn đem chuyện đó vào nhà Đức Chúa Trời mà khoe. Nhà Đức Chúa Trời là nơi thế nào? Là nơi mà lẽ thật nắm quyền, là vùng đất thánh khiết nơi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người. Làm sao có thể dung túng cho ngươi nói lời của quỷ như vậy được? Kẻ địch lại đấng Christ không có liêm sỉ, không biết đây là lời của quỷ, còn xem đây là lời tốt đẹp, là lẽ thật mà khoe khoang. Họ đúng là thứ vô sỉ, không biết xấu hổ, khiến người khác phải ghê tởm. Gặp phải loại người nói lời của quỷ thì các ngươi có lời nào thích hợp để phản bác không? Con từng gặp phải một người như thế. Ở trong hội thánh, người đó không phục ai. Lúc người đó nói những lời như thế để chỉ trích con, thì con không biết phân định gì, lại còn tiếp nhận những lời đó. Người đã đáp lại họ theo cách như vậy. Đáp lại như vậy là không đúng, không làm chứng được gì. Người phải chỉ ra từng vấn đề cho họ xấu hổ mới được. Họ nói lời của quỷ thì ngươi không được chịu thua, cũng không được thuận phục lời của quỷ đó. Ngươi phải vạch trần họ. Để làm người đắc thắng của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có thể khiến ma quỷ và Satan xấu hổ, phải nói được những lời khiến Satan xấu hổ, những lời hợp lẽ thật. Cho dù họ không tiếp nhận, thì họ cũng không có lời nào để đáp trả, sẽ phải ngoan ngoãn và chịu phục. Loại người này mà ngươi hù dọa họ thì có được không? Lên án họ thì có được không? Thương lượng và dỗ ngọt họ thì có được không? Không được. Vậy làm sao mới được? Nếu trong hội thánh mà có người nói những lời như vậy, thì con sẽ nói, anh muốn làm càng à? Nếu anh có thể nghe anh chị em thông công về lễ thật một cách bình thường, có thể tiếp nhận lễ thật, vậy thì được. Nhưng nếu anh muốn làm càng thì hãy đi đi.
nhà Đức Chúa Trời không dung túng anh làm càn ở đây. Lời của anh không hợp lẽ thực, đừng tự làm xấu mặt mình ở đây. Lời này rất lợi hại, nhưng loại người này là ác bá, thổ phỉ, họ có sợ lời như vậy không? Ta kể cho các ngươi một chuyện. Trước đây, ta có tiếp xúc với người này. Trước khi tin Đức Chúa Trời thì anh ta làm đầu bếp. Có lần anh ta bảo ta, khi con làm đầu bếp ở thế gian, có mấy nhân vật lớn và quan chức đến ăn uống thì con không muốn dính dáng gì đến họ. Nấu cho họ thì con một tay chống nạnh, một chân nhón lên, chỉ dùng một tay mà nấu. Anh ta vừa nói vừa minh họa, mới nhìn vào đã thấy thần thái này, 7 phần không phục, 8 phần bất mãn. Ngụ ý của anh ta là, giữa những người ngoại đạo, chẳng có ai là đối thủ của tôi không phục ai hết. Tôi có năng lực, người như tôi ở trên đời thì đầy hiên ngang, quan chức bình thường thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến. Anh ta vừa nói vừa làm điệu bộ, nói xong có vẻ rất đắc ý, minh họa những động tác này rất tự nhiên. Ta có thể thấy anh ta rất thạo minh họa những động tác, thần thái và điệu bộ này, như thể đã thường xuyên thể hiện rồi. Ta nhìn vào đã thấy anh ta biểu hiện như vậy là có chút ý muốn khoe khoang bản thân, khoe khoang lịch sử huy hoàng của mình để khiến người khác ngưỡng mộ. Nhìn anh ta làm vậy, ta cười rồi bảo, vậy là ngươi có tâm tính xấu. Ta vừa cười vừa nói như vậy, rồi không nói gì nữa. Anh ta liền sa sầm mặt mày, dừng ngay động tác minh họa, cũng không nói gì nữa. Từ đó trở đi, anh ta không nhắc lại về lịch sử huy hoàng của mình nữa. Ta đã nói gì với anh ta? Là, vậy là ngươi có tâm tính xấu. Câu này có ý gì? Là chỉ ra thực chất bản tính của anh ta, và anh ta xấu hổ. Đúng vậy. Ta có chọc giận anh ta không? Có tranh cãi với anh ta không? Có làm tổn thương tôn nghiêm của anh ta không? Ta có dùng sự nóng này mà đối đãi với anh ta, bảo là, ngươi cút đi, ngươi tin Đức Chúa Trời làm gì? Hay là, nói về lịch sử vinh quang của ngươi với ta sao? Ngươi còn non lắm, hay không? Ta có dùng những phương thức đó không? Ta không có hàm ý đó, chỉ nói một câu. Vậy là ngươi có tâm tính xấu. Thế là anh ta xấu hổ, không nói gì nữa. Ta đã chỉ ra ý của mình mà không thêm thắt gì. Người có đầu óc khi nghe câu này thì liền có thể hiểu được ý tứ, sau này sẽ thu tém lại. Các người nói xem, cách đó thế nào? Trừng mắt tranh cãi với anh ta thì có thích hợp không? Nếu có người nói, nếu không tin Đức Chúa Trời thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai, thì ngươi hãy bảo họ rằng, khi chưa tin Đức Chúa Trời, anh chẳng thèm đếm xỉa đến ai, vậy thì tâm tính của anh không tốt. Hiện tại tin Đức Chúa Trời rồi mà vẫn không muốn đếm xỉa đến ai, thì tâm tính của anh càng không tốt, thực chất của anh có vấn đề rồi. Cứ nói như vậy và xem họ phản ứng thế nào, biểu hiện ra sao. Đây gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu. Kẻ ác nghe lời này thì trong lòng có khó chịu không? Trong lòng họ không thoải mái, họ nghĩ, mình tưởng bản thân đã có thay đổi khi tin Đức Chúa Trời, thế mà mình vẫn nói những lời phô trương tư cách và khoe khoang lịch sử huy hoàng trước khi tin Đức Chúa Trời. Mình không ngờ rằng người hiểu chuyện sẽ vạch trần bí mật đáng xấu hổ đằng sau chuyện này và vạch trần rằng mình có tâm tính xấu. Tâm tính xấu nghĩa là gì?
Nói cho dễ nghe thì là nhân tính không tốt cho lắm. Nói trắng ra thì họ là thứ chẳng ra gì. Trong xã hội, những người nào là thứ chẳng ra gì? Là du đảng, lưu manh, ác bá, côn đồ. Đúng vậy, là những người này. Ngay khi ngươi nói họ chẳng ra gì và có tâm tính xấu, thì họ sẽ hiểu. Họ có thể lĩnh hội được những từ ngữ và dạng người du đảng, lưu manh, ác bá và kẻ ác này. Nghe mình thuộc về loại người này thì trong lòng họ có thể thấy dễ chịu không? Không thể. Họ không thấy dễ chịu chút nào. Người còn cần phải nói thêm gì nữa không? Một câu thôi là đã phơi bày hết bí mật đáng xấu hổ của họ rồi. Vậy anh vốn là loại người này, anh lại còn ở đây khoe khoang, đem những thứ tiêu cực mà khoe khoang như những điều tích cực. Anh muốn làm gì vậy? Đây là nhà Đức Chúa Trời, anh đừng có khoe mẽ ở đây. Đây không phải nơi cho anh khoe mẽ. Muốn khoe mẽ thì đi đi. Nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật nắm quyền, không phải nơi cho anh diễu võ dương oai, không phải nơi cho anh tuyên dương việc ác của mình. Anh đem việc tà ác và những thứ tiêu cực đến nhà Đức Chúa Trời mà khoe khoang là có ý gì? Ý anh là công tác của Đức Chúa Trời đã đạt được hiệu quả nơi anh. Đức Chúa Trời có phán vậy không? Anh đâu có cảm tạ Đức Chúa Trời, anh đang khoe khoang việc ác đấy. Những lời anh nói là để lừa ai chứ? Anh lừa mấy đứa trẻ lên ba thì còn được, chứ lừa các anh chị em thì không xong đâu, anh không làm được đâu. Vậy là đã vạch trần được họ. Kẻ địch lại đấng Christ mà nghe lời này xong, thì thứ nhất, họ sẽ cảm thấy ngươi không có ác ý với họ. Thứ hai, lời ngươi nói đánh đúng vào trọng tâm. Thứ ba, ngươi không nhắm vào họ. Và thứ tư, lời của ngươi là sự thật, không có chút gì là phóng đại. Họ nghe xong lời này thì liền thu tém lại. Tại sao họ thu tém lại? Lời của ngươi khiến họ bé mặt, không còn biết giấu mặt ở đâu. Họ gặp lại ngươi lần nữa thì sẽ ngại mà không nói lại những lời đó nữa. Kể cả họ có nói lại những lời đó thì cũng phải tìm dịp cho đúng và nhìn xem người nghe là ai. Và trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng không dám nói những lời đó trước mặt ngươi. Vậy chẳng phải là đã chế ngự được họ rồi sao? Nếu gặp phải loại người này thì ngươi có dám nói với họ những lời như vậy không? Có cách để đối đãi với loại người này, không cần dùng sự nóng này, không cần làm dữ, cứ dùng nụ cười là chế ngự được họ rồi. Đây gọi là vạch trần Satan và khiến Satan xấu hổ, là đứng vững làm chứng. Người có thể vạch trần họ thì chứng tỏ ngươi nhìn thấu họ rồi. Chứng tỏ ngươi không thích dạng người như họ, căm ghét và xem thường dạng người như họ. Dạng người này nằm trong số những kẻ phản diện, còn ngươi thì ở phía đối lập với họ. Họ mà ở trước mặt ngươi thì sẽ cảm thấy mình không bằng ngươi, thấy ngươi mạnh hơn họ, chính trực hơn họ. Khi kẻ địch lại đấng Christ bị tỉa sửa, khi họ thỉnh thoảng bị anh chị em vạch trần, thì họ nói ra hai câu không biết xấu hổ nào. Là, tỉa sửa tôi hả? Anh còn non lắm. Và, nếu không tin Đức Chúa Trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Hai câu này người bình thường có nói ra không? Những lời này có tính chất gì? Có tính thổ phỉ, tính vô lại, có khí thế dương nanh múa vuốt và tâm tính tà ác của Satan. Rõ ràng người bình thường sẽ không nói những lời này. Người mưu cầu lẽ thật thì càng không thể nói ra những lời này. Khỏi cần phải nói,
người nói ra những lời này chính là loại người có tâm tính hung ác của Satan. Loại người này là kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không yêu thích lẽ thật mà tôn sùng thế lực tà ác, tôn sùng bạo lực, tôn sùng tâm tính và thế lực hung ác của Satan. Chỉ từ hai câu họ nói đã có thể nhìn ra những thực chất này rồi. Khi họ nói những lời này thì tâm tính và thực chất của họ đã bị tỏ lộ. Trong nhân loại bại hoại phổ thông và bình thường, ai thường nói những lời này thì không phải là thứ tốt đẹp gì. Còn những ai dù đã nghe cũng không nói ra những lời này, những ai cảm thấy những lời này thật đáng xấu hổ và hung ác, bản thân không thể nói ra, có hận, có oán, có xem thường ai thế nào đi nữa cũng không thể nào mở miệng nói ra những lời này. Và những ai khinh bỉ người nói ra những lời này, thì dạng người này vẫn còn chút liêm sỉ, trong nhân tính vẫn còn một mặt chính trực. Nhưng những ai thường hay nói những lời này, thường xem những lời này là nguyên tắc tối cao để làm người và làm việc, thì không nghi ngờ gì nữa, họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ thuộc bè lũ Satan. Có người nói, khi chưa tin Đức Chúa Trời, tôi không biết những lời này tốt hay xấu. Lúc còn trẻ, tôi có dùng đến chúng, nhưng khi thêm tuổi và thêm hiểu chuyện thì tôi không nói những lời này nữa. Người như vậy có tính là kẻ địch lại Đấng Christ không? Không. Khi họ còn trẻ và vô tri, mới tiếp xúc với xã hội và mọi người, thì họ xem những lời này là tốt, là lời có khí chất. Do họ còn trẻ và chưa hiểu chuyện thôi. Đến khi đã có tuổi, đã biết phân biệt thiện ác, phân biệt người tốt kẻ xấu rồi, thì họ không nói những lời này nữa. Dạng người này còn có một chút lương tâm và lý tính. Chút lương tâm và lý tính này từ đâu mà có? Chính là vì người này đã biết phân biệt thiện ác, biết cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là đúng, cái gì là sai, đã có lựa chọn, có ranh giới khi nói năng, hành động, làm việc và làm người. Chính là vì họ không phải là Satan, không phải là kẻ ác, cũng không phải là súc sinh, vì họ có tiêu chí và nguyên tắc làm người, vì họ là một người chính trực. Thông qua việc vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, những danh ngôn chí lý của họ, châm ngôn sống của họ và những câu thường hay nói của họ đều bị tỏ lộ. Khi chúng bị tỏ lộ thì thực chất bản tính của họ cũng lộ ra, cho mọi người ngày càng thấy rõ. Nếu không vạch trần những chuyện này và người ta xem những lời họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên nghe thấy là những lời vu vơ bình thường mà không biết phân định chúng, thì họ sẽ không thể xác định tính chất của chúng. Không thể xác định tính chất của chúng, vậy thì chuyện ngươi hiểu lẽ thật và biết đúng sai còn có ích gì? Chúng có thể ảnh hưởng lập trường của ngươi không? Có thể ảnh hưởng quan điểm của ngươi không? Không thể. Vậy ngươi sẽ không thể phân định được cái gì là bộc lộ sự bại hoại bình thường, cái gì là biểu hiện thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi ngươi có thể phân định rõ những thực chất này, xác định tính chất và phân chia chúng chuẩn xác, phân định rõ các biểu hiện, sự bộc lộ, tâm tính và thực chất của những gì tích cực và tiêu cực, bình thường và bất thường, chỉ khi đó người mới có thể phân định con người và sự việc một cách chuẩn xác hơn. Nếu không, người sẽ ngộ nhận những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ là sự bại hoại thông thường hay sự bộc lộ bình thường. Và đôi khi, người sẽ xem những sự bộc lộ bại hoại thông thường là biểu hiện của thực chất địch lại Đấng Christ.
vậy chẳng phải là lẫn lộn sao? Nếu như ngươi làm lãnh đạo và trong phạm vi ngươi phụ trách có kẻ địch lại đấng Christ, mà ngươi cho họ ở lại và khai trừ các anh chị em có sự bộc lộ bại hoại thông thường, vậy chẳng phải là làm việc sai trái rồi sao? Do đó, hiểu những điều này cho chi tiết và phân định cho cụ thể, đây là điều then chốt. Khi kẻ địch lại đấng Christ bị tỉa sửa, biểu hiện của họ còn đi xa hơn nhiều những gì chúng ta vừa nói đến. Họ không chỉ nói ra một vài câu khó nghe, cũng không chỉ có chút cảm xúc bất mãn. Họ còn có thể làm ra nhiều chuyện hơn thế, cũng có thể nói ra những lời khó nghe hơn thế. Thậm chí, họ sẽ làm ra một vài việc ác hơn nữa, những việc gây nhiễu loạn nghiêm trọng hơn nữa đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và đời sống hội thánh bình thường. Hiện tại, các ngươi hãy thông công xem, ngoài nói những câu đó, kẻ địch lại đấng Christ còn có thể làm những việc gì khiến cho người ta thấy rõ và phân định được rằng họ chính là kẻ địch lại đấng Christ, rằng mọi hành động và việc làm của họ chính là hành động và việc làm của kẻ địch lại đấng Christ, rằng tâm tính của họ cũng là tâm tính của kẻ địch lại đấng Christ. Như vậy, khi những kẻ địch lại đấng Christ này chưa gây ra nhiễu loạn lớn hơn, thì họ đã bị các anh chị em phân định và xác định là kẻ địch lại đấng Christ. Như thế, một mặt sẽ tránh gây tổn hại lớn hơn cho lối vào sự sống của các anh chị em. Mặt khác, sẽ ngăn chặn sự nhiễu loạn và gián đoạn mà kẻ địch lại đấng Christ gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Phát hiện và giải quyết sớm, ngăn chặn sớm và cứu vãn tình hình sớm thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Vậy các ngươi hãy thông công đi. Kẻ địch lại đấng Christ mà bị tỉa sửa thì không tiếp nhận lễ thật. Họ sẽ nói ra vài lời công kích người ta. Ai mà kiến nghị gì với họ, chỉ cần động đến địa vị và thể diện của họ, thì họ sẽ ở trong hội thánh mà xét đoán người đó. Thậm chí nói những lời đổi trắng thay đen để bảo vệ địa vị và thể diện của họ. Còn gì nữa không? Con đã gặp qua một kẻ ác. Kẻ đó đe dọa giết bất kỳ ai nói gì gây bất lợi cho hắn. Lúc đó chúng con không hiểu lẽ thật, không biết phân định, trong lòng còn thấy sợ hắn. Khi làm bổn phận thì hắn bừa phứa. Chúng con thấy công tác của hắn có vấn đề thì muốn phản ánh về hắn. Thế là hắn cản trở không cho chúng con phản ánh. Vì không có lẽ thật, nên lúc đó chúng con không dám phản bác, cũng không kịp thời phản ánh. Cuối cùng đã gây tổn hại lớn cho công tác của hội thánh. Đây là do chúng con không biết phân định kẻ địch lại đấng Christ. Sau đó, chỉ đến khi hắn hành ác quá nhiều thì mới bị khai trừ. Trong chuyện này, các ngươi đã không đứng vững làm chứng, không bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Các ngươi phải gánh trách nhiệm. Hiện tại, có vẻ người này bị khai trừ là đúng, không oan uổng gì cả. Sau này mà lại gặp phải loại người này, thì các ngươi có thể phân định được không? Tại sao nhà Đức Chúa Trời muốn khai trừ kẻ địch lại đấng Christ? Giữ họ lại để phục vụ thì có ổn không? Cho họ cơ hội hối cải thì có ổn không? Không ổn. Lỡ như họ còn có thể mưu cầu lẽ thật thì sao? Kẻ địch lại đúng Christ thì không thể nào mưu cầu lẽ thật. Giờ các ngươi đã phát hiện ra rằng kẻ địch lại đấng Christ chính là kẻ ác và thuộc về Satan. Họ không thể nào hối cải, cho nên chỉ có cách khai trừ mà thôi. Không có ai bị khai trừ một cách dễ dàng cả. Nhà Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác nhẫn nại với họ, liên tục cho họ cơ hội hối cải, cho họ đường lùi, để người tốt sẽ không bị oan uổng,
để không một ai dễ dàng bị khai trừ hoặc tiêu tùng. Họ tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy đâu phải là chuyện dễ. Khi chưa hoàn toàn nhìn thấu họ, khi họ chưa hoàn toàn bị tỏ lộ, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ khoan dung với họ. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ thì có thể hối cải hay không? Họ không thể hối cải. Vai trò của họ ở trong nhà Đức Chúa Trời chính là làm tay sai của Satan, phá hủy, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cho dù họ có chút ân tứ và tài cán thì cũng không thể nào chăm chỉ làm bổn phận, không thể nào đi theo con đường đúng đắn. Cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có một vài điểm hữu dụng thì họ cũng tuyệt đối không có cống hiến tích cực cho công tác của Đức Chúa Trời trong nhà Đức Chúa Trời. Ngoài việc gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại ra thì họ chẳng làm việc tốt gì. Người giữ họ lại để quan sát, cho họ cơ hội hối cải, nhưng họ không thể nào hối cải. Cuối cùng chỉ có thể dùng đến biện pháp giải quyết là khai trừ họ. Trước khi khai trừ họ, người đã nhìn thấu loại người này chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Họ thà chết cũng không hối cải. Họ đối địch với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Chỉ có cách khai trừ họ mà thôi. Nếu là người tốt thì có bị khai trừ không? Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật và hối cải thì có thể bị khai trừ không? Cùng lắm là tước bổn phận của họ, cho họ tĩnh nguyện và phản tỉnh, chứ không thể khai trừ họ. Một khi nhà Đức Chúa Trời quyết định khai trừ họ rồi, thì giữ lại người này chính là nuôi mầm họa. Họ không làm việc tốt mà chỉ toàn gây gián đoạn và nhiễu loạn. Việc xấu gì cũng làm. Họ mà ở hội thánh nào thì hội thánh đó sẽ bị họ quấy nhiễu đến mức tan rã như cát. Công tác đình trệ. Đa số mọi người ở đó sẽ đặc biệt chán nản, mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời. Thậm chí có những người không muốn tin nữa, không làm bổn phận nữa. Nguyên nhân do đâu? Chính là do kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn. Chỉ có giải quyết, thanh trừ và khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ thì hội thánh đó mới có hy vọng. Đời sống hội thánh mới bình thường và dân được Đức Chúa Trời chọn mới bước vào quỹ đạo đúng trong việc tin Đức Chúa Trời. Có vài người nói, Đức Chúa Trời là tình yêu, nên cho kẻ địch lại Đấng Christ cơ hội để hối cải chứ. Lời này nói ra thì rất êm tai, nhưng chuyện có phải như vậy không? Các người quan sát cho kỹ, xem kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác nào sau khi bị khai trừ thì có sự biết mình, có thể mưu cầu, yêu thích lẽ thật và có sự hối cải rồi. Họ đều không hối cải, có chết cũng không nhận tội. Qua bao nhiêu năm sau mà ngươi gặp lại thì họ vẫn như vậy, vẫn cố sống cố chết, giữ chặt những chuyện năm đó, bám mãi không buông, vẫn phân bua biện bạch cho mình, tâm tính không thay đổi chút nào. Người mà thu nạp họ về lại và cho họ trở về đời sống hội thánh, cho họ làm bổn phận, thì họ vẫn sẽ gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Cũng như Phao-lô, họ sẽ ngựa quen đường cũ, đề cao và làm chứng cho mình, tuyệt đối không đi con đường mưu cầu lẽ thật. Họ vẫn sẽ đi con đường cũ ban đầu của mình, đi con đường địch lại Đấng Christ, con đường của Phao-lô. Đây chính là căn cứ để khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ.